Hôm nay Godzilla sẽ tấn công thành phố, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Thì đây chính là câu trả lời. Three days later. Trở lại bình thường và được đi bộ gần bãi biển đúng là đã thiệt anh em ạ. Hôm nay cảnh vật nó yên bình sao ấy. Cảnh vật yên bình như vậy thì tôi phải có một cái thức uống gì đó để thưởng thức. Đây, tôi vừa mua một ly cà phê này. Ôi, ngon thật sự luôn ấy. Ơ, cái gì thế nhờ? Sao mọi người chạy hết thế nhờ? Oh my god, what the f***, man, là Godzilla. Chạy đi mọi người, chạy đi. Tôi cũng phải chạy đây. Không ngờ là Godzilla tấn công vào bãi biển luôn ấy. Holy moly man. Tôi sẽ quay lại lấy chiếc xe của tôi anh em ạ. Nó ở bên đây này. Còn đứng đó mà uống cà phê gì nữa. Chạy đi, đúng rồi. Ui, mé cái thùng rác bay. Trời ơi xanh. Come on, come on, let's go. Đây, xe tôi đây. Lên xe thôi nào. Nổ máy. Lẹ, lẹ. Nó tới giờ. Rồi, rồi, rồi. Chạy, 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 chạy. Come on, let's go. Lên xe là yên tâm được một phần rồi. Ui, come on man. Ra tới đây được là ngon rồi. Ui, kẹt xe nữa à. Lủi lên đây vậy. Không thể chạy chậm được. Ui, ui, ui. Rồi, xong. Thôi, xong rồi. Thôi kệ đi. Xe gì tầm này nữa, giữ cái mạng là trên hết, cắm đầu mà chạy thôi. Come on man. Sao mọi người có vẻ bình tĩnh dần đèn đỏ thế nhờ? A few moments later. Tôi chạy cũng khá là xa rồi đấy. Mà sao tôi không nghe tiếng gì phát ra từ Godzilla nữa? Ít ra nó cũng phải phát ra một tiếng nổ hay tiếng gì đó chứ. Sao mà có thể im lặng như vậy được? Để tôi dừng xe ở đây quan sát thử coi. Tôi không thấy động tĩnh gì cả. Ơ, có lẽ Godzilla đi rồi chăng? Có thể lắm. Mong là như vậy. Tôi nghĩ là tôi có thể về nhà được rồi đấy. Cuối cùng cũng về tới nhà. Và thật sự là không có tiếng động gì từ Godzilla cả. Có vẻ là ổn rồi đấy. Tôi sẽ đi uống một ít nước để lấy lại bình tĩnh. Xém xí thì hẹo rồi. Đỡ hơn rồi đấy. Tôi chắc chắn là phải có một cái tin tức gì về con quái vật đó. Để tôi bật TV lên thử xem. Đây rồi. Vào sáng nay, một con quái vật có tên gọi là Godzilla đã tấn công vào bãi biển Los Santos. Sau khi rời đi đã để lại thiệt hại vô cùng nặng nề. Một khu vực bị phá hủy trầm trọng, hàng trăm người vô tội thiệt mạng. Tuy quân đội đã sử dụng hết hỏa lực nhưng cũng đành bó tay. Người dân tin rằng Godzilla sẽ tiếp tục tàn phá thành phố. Vì thế họ bắt đầu mong chờ King Kong quay trở lại. Vì chỉ King Kong có thể ngăn chặn được con quái vật này. Tuy là mọi người đang mong chờ King Kong quay trở lại lắm, nhưng mà tôi đã thề sẽ không trở lại làm King Kong rồi. Nó kinh khủng lắm. Nói chung là tôi sẽ không bao giờ trở lại làm King Kong. Later that night. Hey. Tôi sẽ trở lại làm King Kong. Sau khi không ngủ được từ chiều đến giờ, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi anh em ạ. Nếu không ai ngăn chặn được Godzilla, Godzilla sẽ phá hủy thành phố. Mà đã phá hủy thành phố thì tôi sẽ không làm được video nữa. Và chuyện này chỉ có tôi là phù hợp nhất. Cho nên tôi quyết định qua trở lại liền nhà thằng bạn của tôi để lấy nước biến hình, đề phòng Godzilla quay trở lại. Có thể là thằng bạn nó đang chờ tôi đấy. Chúng ta tới nhà thằng bạn của tôi rồi đây. Đậu xe lại cho cũ. Vô thôi nào. Tôi chắc chắn là thằng này đó dưới phòng làm việc của nó. Let's go, mày đã tới, tao tin chắc là mày sẽ quay trở lại mà. Cảm ơn mày. Mày biết lý do tại sao tao ở đây đúng không? Ừ, nhưng mà nước biến hình hiện tại chỉ cho mày biến thành King Kong nhỏ bằng một nửa Godzilla thôi, nên là không thể ngăn chặn được. Vậy thì mày cứ yên tâm, theo như nghiên cứu của tao là chỉ cần thêm một cái chất gọi là neurotoxin vào cái nước biến hình hiện tại là mày có thể biến thành King Kong lớn bằng Godzilla, từ đó tỷ lệ ngăn chặn thành công sẽ cao lên. Chỉ cho nó dài dòng vậy, hay là mình đưa nước biến hình cho nhiều người uống, cái xong họ biến thành King Kong nhỏ chiến đấu với Godzilla. Tuy nhỏ nhưng mà đông. Rồi mày thử nghĩ xem có một nùi công trong thành phố sẽ như thế nào. Hay quá. Với lại tao không muốn đưa nước biến hình cho bất kỳ ai, trừ mày. Lỡ vô tay kẻ xấu thì toàn mất. Mày nói tao à? Không, tao tin tưởng mày là người tốt cơ mà. Hay là tao với mày biến thành King Kong đi. Này, bố mình nhịn lâu lắm vậy đi nhá. Mày nói ra tao vả chứ. Giờ thôi, giỡn á. Vậy mày thêm cái chất gì đó đi. Chất đầu thêm ba. Vậy nói chi? Nói để mày biết chuẩn bị đi trộm. Trộm á? What the hell man? Ừ, trộm, trộm trong trụ sở nghiên cứu ấy. Tại sao phải trộm? Sao không đi xin? Mình bảo vệ thành phố mà. Không được, đi xin là công nghệ này sẽ bị lộ ra ngoài. Mà hả, bị lộ ra ngoài thì mày biết chuyện gì xảy ra đó. Giống như nãy tao nói. Cũng đúng ha. Thôi được rồi, đã xác định ngăn chặn Godzilla thì tao sẽ làm tất cả. Được, tao có mọi thứ thông tin về trụ sở nghiên cứu rồi đây. Những gì cần bây giờ chỉ là kế hoạch và một đội. Two days later. Sau 2 ngày thì chúng ta cũng đã có một đội rồi anh em ạ. Gồm 5 người, trong đó có tôi và một vài người khác. Thằng bạn tôi sẽ không tham gia vụ này vì nó có một vài việc cần làm anh em ạ. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng mà chúng tôi đã lên kế hoạch kỹ càng rồi. Mọi thứ đã sẵn sàng. A few minutes later. Đến giờ hành động rồi anh em ạ. 3 người bọn tôi sẽ mặc đồ lặn và lái cano đến điểm chỉ định. Đây chính là cái điểm này đây, cách khá là xa trụ sở nghiên cứu. Chúng ta sẽ lặn xuống chỗ này. Tôi sẽ đi theo 2 người kia. Lặn tới chỗ này, tôi sẽ bắt đầu cắt rào chắn. Cắt xong rồi anh em ạ, lặn tiếp thôi nào. Chúng ta sẽ phải lặn tiếp tục một đoạn nữa đấy. Đây rồi,
Rốt cuộc cũng ra được cái đường hầm này rồi. Đây chúng ta sẽ bơi lên. Lên nào, come on, let's go man. Rồi, lên được bề mặt rồi. Đi qua cái cầu thang này. Chúng ta đã đột nhập thành công vào trụ sở thí nghiệm rồi anh em ạ. Bắt đầu đi vào trong thôi. Ông tiến sĩ à. Này thì tiến sĩ, tôi buộc phải bắn súng điện làm ngất mấy người này, chứ không họ sẽ bấm báo động đấy. À, bảo vệ. Này thì bảo vệ luôn này. Có người xuống thang máy anh em ạ. Tiến sĩ nè, xin lỗi tiến sĩ nhá. Tôi sẽ lấy cái thẻ ID của ổng. Lên tầng rồi anh em ạ. School man, nằm xuống. Come on, hai tiến sĩ trong đây luôn. Hello. Rồi nằm luôn đi. Rồi ok, đi tiếp. Ôi, chuẩn bị hai ông bảo vệ đi qua đây này. Mở cửa nè con. Đấy, cà thẻ. Đấy, chúng ta tới cái phòng có trước cái chất nurse toxin rồi đây. Mở cửa. Alo, ông này ổng không đồng ý mở cửa rồi anh em ạ. Chúng ta phải có phương án gì để ông mở cửa ra chứ. Cứ chờ ở đây là báo động mất. Rồi, ngon rồi. Mở cửa ra, đúng rồi, nên như vậy. Rồi, giờ tôi sẽ vô lấy cái chất này anh em ạ. Đúng rồi mẹ, rồi lấy được rồi, đi, come on. Ủa, báo động kêu lên rồi anh em ạ. Ôi, toàn rồi, mẹ, bảo vệ kìa. Bảo vệ này thì bảo vệ đông thực sự luôn ấy. Mày sao, let's go, come on. Con người. Mày vô này thì chạy vô này. Uầy, mày. Ui, thôi. Ui, sắp hết máu rồi. Rồi, cửa khóa rồi. Holy man, quân đội tới luôn rồi á. Núp đi. Ui, chạy. Núp gù thế. Come on, đúng rồi, núp trên này. Lú cái đầu lên. Lên. Ui, xin lỗi. Mày sao con, còn một thằng cuối thì phải. Bắn vô đích mày nè con. À, thằng này mới là thằng cuối. Xong rồi anh em ạ, let's go. Cuối cùng thì cũng được rồi. Tôi sẽ đặt vào cái thùng container đã chuẩn bị trước và để hai người còn lại trong đội của tôi lo anh em ạ. Chúng ta lên được trực thăng rồi đây. Giờ bay đến chỗ thả hàng thôi. Tới chỗ thả hàng rồi. Rốt cuộc cũng xong. Cuối cùng thì cũng đã trộm được rồi anh em ạ. Giờ tôi sẽ chạy qua nhà thằng bạn của tôi liền ngay lập tức. Chúng ta tới nhà thằng bạn của tôi rồi đây. Ui. Xe gì tầm này nữa. Lo đưa cái chất này cho thằng bạn là trên hết. Hay quá, nó ở đây. Đây cái chất của mày đây. Được của nó, để tao đi thêm vào cái nước biến hình. Có tiếng gì thế nhỉ? Holy man, Godzilla nó quay trở lại rồi á. Lần này tôi không thể để cho nó phá thành phố được. Này, dám phá thành phố rồi. Ui, nó cầm chiếc xe nó đập luôn kìa. Holy moly man. Mày xảo con. Ui, không trúng luôn. Yo, come on. Hồi nãy giờ chưa trúng một viên luôn chơi. Tôi phải cần một cái nơi nào đó chống chải một chút xíu. Không bị mấy tòa nhà che mới bắn trúng được anh em ạ. Tôi phải chọn một vũ khí khác mạnh hơn mới được. Đây, chính là cây hỏa tiễn này đây. Leo lên. Ui, xe bay. Mày xảo con, trúng không? Không trúng, ơi trúng rồi. Tôi phải cần một cái vũ khí gì đó nhanh hơn rồi. Ví dụ như cái này chẳng hạn. Ui, cái này cũng không ổn. Thôi thì lấy cái này vậy. Trúng không? Sao nãy giờ tôi thấy tôi bắn toàn nhà dân không vậy? Đạn tôi bắn như gãi ngứa vậy á. Ôi, có sâu nồng này. Mày xảo con. Ui, thôi nha. Chạy. Later. May mắn là tôi vẫn còn sống sót anh em ạ. Godzilla đã phá hủy thêm một khu vực nữa rồi. Giờ là chỉ có trông chờ vào thằng bạn tôi thôi. Several days later. Không biết thằng bạn tôi làm xong chưa nhờ. Godzilla mà quay trở lại nữa thì toang luôn ấy. Có điện thoại, là thằng bạn tôi anh em ạ. Let's go. Qua nhà tao đi. Ok, I'm coming. Tao tới rồi đây. Chắc chắn là phải có tin vui chứ đúng không? Đúng như vậy. Tao đã làm xong thứ nước biến hình mới rồi đây. Bây giờ mày có thể uống và làm quen với kinh công lớn hơn rồi đấy. Được của nó. Tôi sẽ ra ngoài đây uống thử anh em ạ. Ôi, holy moly man. Nhìn tôi không ngầu nhưng mà tôi to lớn thực sự luôn ấy. Wow. Tuyệt vời chứ hả? Tuyệt vời cái khỉ khô. Cái cảm giác trở lại làm kinh công vẫn kinh khủng như ngày nào anh em ạ. Không biết tôi to lớn lên bao nhiêu nhờ. Tôi sẽ đi tìm một căn nhà nào đó để đo thử. Ừ thì tôi biết là nó cao lên gấp đôi. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích đi đo anh em ạ. Đây nè, cái nhà này được nè. Đúng thật là tôi to lên thiệt. Được thế nha. Giờ chỉ có chờ Godzilla quay trở lại và làm một trận quyết chiến. Tôi đã ở trên đây quan sát mấy ngày qua để đề phòng trường hợp Godzilla quay lại phá hủy thành phố. Nhưng mà giờ vẫn chưa có động tĩnh gì hết anh em ạ. Có chuyện gì thế nhờ? Godzilla đã quay trở lại rồi. Tới lúc rồi. Uống nước biến hình thôi nào. Let's go. Godzilla kìa. Mày xạo này. Này thì dám phá thành phố. Mày bố láo rồi. Wow. Ui, nó không làm gì được tôi luôn kìa. Nãy giờ tôi đấm nó kinh thật sự luôn ấy. Cái nữa nè con. Ui, khoan. Đừng có bám sát nó quá. Có khi là tôi không đánh lại đấy. Ui, nó. Mày. Này thì phá thành phố. Ui, no. Come on, man. Ui. No. Oh my god. Come on. Ui, sao giờ nó đánh kinh thế. No.
Ôi, tôi không đánh trả gì được luôn ấy. Holy moly man. Ui né né, ui né. Come on, được sành né không được. Ui, no. Thôi, tôi còn một tí máu là tôi phải chạy thôi. Sao thằng bạn tôi kêu là có thể đánh lại Godzilla cơ mà. Sao kỳ thế nhờ, nó đánh tôi gần hẹo luôn rồi này. Hãy ra bắt té. Oh my god, anh em xem tôi vừa nhặt được cái gì này. Đây không phải là vũ khí của gia đình công sao? Sao nó lại ở dưới biển nhờ? Mà thôi kệ đi, tôi cầm vô vũ khí này là tôi có cảm giác sẽ đánh bại Godzilla. Mày xạo con, let's go. Cái gì? Mày nghĩ giờ mày có thể đánh được tao á? Có vũ khí là tao không sợ mày đâu con. Bố láo này. Let's go mẹ, let's go. Ui chạy. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu cho thoát? Mày xạo. Chạy đi đâu? Come on man. Mày xạo. Let's go. Rốt cuộc thì tôi cũng đã đánh bại được Godzilla rồi anh em ạ. Ủa nhưng mà xác Godzilla đâu nhờ? Ơ cái gì đây? Yo, không lẽ Godzilla là người? Và đấy là Godzilla khi tấn công thành phố. Hẹn gặp lại anh em ở những tập tiếp theo.